Hi, xin chào tất cả mọi người. Buổi sáng hôm nay thì sau khi mà tưới vườn xong á thì mình cũng chợt suy nghĩ ra là hôm nay mình chưa có chia sẻ cái cách mà tưới nước cho cây cattleya. Cho nên là bữa nay sáng sớm mình tưới xong thì mình sực nhớ mình làm cái video clip mình chia sẻ cho tất cả mọi người về cái cách tưới nước và thời gian tưới nước nào nó hợp lý cho cây cattleya, nó tránh bị nấm bệnh hoặc là nó tránh bị húi nhũng. Thì với cái giá hễ mà mình đã trồng á, với cái giá hễ mà mình đã trồng như vậy á, thì cái liều lượng nước tưới là mình phải tưới thật nhiều, tại vì cái giá hễ của mình là nó hoàn toàn thông thoáng, cho nên mình phải tưới một cái lượng nước tưới thật là nhiều để đảm bảo đủ độ ẩm cho cây lan trong vòng từ 3 đến 4 tiếng sau khi tưới. Thì ở đây mình tưới xong á là độ ẩm của cây lan, nó độ ẩm trong chậu lan nó đủ độ ẩm để cho cây lan phát triển, từ khi mình tưới cho tới khi mà nó khô hoàn toàn là phải 4 tiếng sau thì nó mới là khô hoàn toàn, cho nên là nó giữ được một cái độ ẩm khá tốt. Còn về cái thời gian tưới á, thì theo như kinh nghiệm của mình đã trồng và chơi lâu về cái cattleya này á, với cái loại giá hễ của mình đang sử dụng ở đây á, thì cái liều lượng cái thời gian tưới á, nó là nằm khoảng từ 6 giờ đến 7 giờ tưới là tốt nhất. Còn buổi chiều á, buổi chiều thì mình có thể tưới từ 4 giờ đến 4 giờ 30 là hợp lý nhất. Tại vì sao? Tại vì khi mà mình tưới sớm như vậy á, thì nắng còn rất là yếu hoặc là nắng có thể chưa lên, thì khi mình tưới cái cây lan á, mọi người nghĩ nó sẽ lạnh nhưng mà không, tại vì ở đây là khu vực miền Nam, nó là cái khí hậu nóng, cho nên là mình tưới như vậy á thì nó sẽ giúp cho cái cây lan nó đủ cái độ ẩm tốt mà nó không có bị nấm bệnh hoặc là húi nhũng. Tại vì mình tưới sớm như vậy, sau khi mình tưới rồi cây lan nó rất là mát, ở trong chậu rất là mát và cả khu vườn nó cũng rất là mát, thì nó mát như vậy nó không có một cái độ hầm tuyệt đối. Nhiều khi ở những cái vườn mà người ta có cái mái che, nó mái lưới nó cao á, thì có thể tưới trễ hơn tầm 8 giờ rưỡi, 8 giờ đến 8 giờ rưỡi tưới là hợp lý nhất. Nhưng mà mái lưới mà hấp quá thì mình nên tưới sớm hơn, tại vì nếu mà mình tưới trễ quá, mình tưới vào cái độ từ 9 giờ 10 giờ, lúc đó nắng nó đã lên rồi, nắng nó đã bắt đầu có nhiệt độ, nó đã nóng rồi, thì mình tưới vào cái thời điểm đó thì cái cây nó đang 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 hấp thụ cái năng lượng mặt trời, nó đã nóng rồi, thì mình tưới cái nước lên, thứ nhất là giá hễ trong chậu nó sẽ bốc hơi. Mình tưới nhiều thì nó không bốc hơi, nhưng mà mình lỡ như mình tưới nó qua lo sơ sài, nó sẽ bốc hơi, nó nóng và cái mầm nó có thể bị húi, hoặc là những cái đọt nó có nước đọng trên đó thì nó lên nắng rồi, nó bắt đầu nóng rồi, nó rất là dễ gây húi đọt. Và ở đây mình cũng đã để ý rồi, cũng có thời gian mình cũng tưới vào cái độ 8 giờ rưỡi 9 giờ thì mình thấy là cái cây nó không bằng là những cái lúc mình tưới sớm, tại vì khi mà mình tưới sớm á, thì cái cây nó ít khi nào bệnh lắm, nó cũng không có bị húi đọt hay là nó không có bị húi mầm nữa, tại vì mình tưới trễ quá, nắng á, cái đó nóng á, nó làm cho nó bị nũng chín cây, cho nên là tưới vào cái thời điểm sớm nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mà ai mà có vườn lớn mà mái che cao thì cái thời điểm 8 giờ thì cũng ok, 8 giờ 8 rưỡi cũng vẫn ok, nhưng mà tuyệt đối là phải tưới ướt thiệt đậm, tại vì mình tưới ướt thiệt đậm nó ướt toàn bộ giá hễ thân lá rễ, toàn bộ giá hễ trong chậu nó ướt hết thì nó sẽ mát hết toàn chậu và nó sẽ giữ là một cái độ ẩm, khi nó có nắng nó sẽ giữ là một cái độ ẩm là đều, không có chỗ khô chỗ ướt, không có chỗ hầm, không có chỗ ẩm chỗ hầm, như vậy nó sẽ không có bị hư húi rễ bên trong. Rễ bên trong nó cần cái nhiệt độ nhất định, nó mát để nó phát triển. Còn buổi chiều thì từ 4 giờ trở lên là mình có thể tưới rồi, nhưng mà buổi chiều, đặc biệt là nếu mà tưới buổi chiều là nhớ cũng phải tưới cho thiệt là đậm.
tại vì đừng đừng có sợ là chiều tưới đẫm rồi tới tối nó vẫn còn ướt hay sao đó, nó không sao hết, nó vẫn cây nó vẫn phát triển, nó vẫn hấp thụ. Chỉ có mùa mưa thì mình nên tưới một lần trong ngày, là mình tưới buổi sáng thôi. Còn nếu mà mùa mưa mà những cái cây mưa đầu mùa thì khuyên mọi người, ví dụ như hôm nay mưa qua hôm sau mọi người nhớ xả lại đi, tại vì trong cái nước mưa, những cây mưa đầu mùa nó có những cái tạp chất, nó cũng dễ gây hại bệnh cho cây lắm. Cho nên là mưa mà giữa mùa thì mình có thể không cần tưới lại, nhưng mà mưa đầu mùa thì nên cần thiết phải tưới lại để rửa cho cái cây nó sạch, nó không có bị những cái tạp chất trong cái nước mưa làm cho cây nó bị đốm lá nè, bị húi nhũng nè, rồi nó bị đen rễ nữa. Thì cái đó là cái kinh nghiệm mà hồi nào giờ mà ở đây mình trồng thì mình thấy mình rút ra được thôi, mình chia sẻ lại cho mọi người thôi. Chứ còn mỗi điều kiện thời tiết và mỗi vùng miền nó cũng chênh lệch nhau khá là nhiều, cho nên là mình cũng có chắc chắn với mọi người là phải làm giống như mình hết. Mình cũng phải coi theo cái thời tiết, những cái chỗ vùng miền mà mình đang trồng cây lan, thời tiết ở chỗ đó như thế nào nữa. Thì để chút xíu nữa mình sẽ quay cho mọi người xem là cái cây gốc rễ mình tưới thì nó sẽ ướt như thế nào, và nó sẽ giữ được độ ẩm như vậy trong vòng bao lâu. Thì có cái chậu mà mình tưới rồi á, mình cho mọi người coi á, là ở đây là một cái chậu sau khi mình tưới rồi á, nó vẫn còn nhiễu nước. Khi mà mình tưới á, mình tưới cho cây là mình phải tưới thiệt là ướt, ướt nó nổi nước nó chảy xuống đây rồi nó tuôn ra hết. Khi mình ngưng tưới là nó ngưng chảy, thì nó đã rửa toàn bộ ở bên trong đó, thì cái độ ẩm trong này bây giờ nó rất là mát, nó có thể gọi là mát lạnh luôn. Nếu bây giờ mà mọi người đứng ở cái giường mình hiện tại thời điểm bây giờ, nó mát lạnh luôn, tại vì ở dưới này là nền cát, mình đổ cát thì cái nền nó mát, cho nên là cái giường lan lúc nào nó cũng mát hết. Bởi vậy suốt cả ngày là chỉ hít ở đây thôi, buổi trưa ra đây rất là mát, cái hơi nước nó giữ trong cát nó bốc lên nó rất là mát, cho nên là ít có khi nào nó bị hóc cây và nó bị nóng. Bởi vậy mình mới chọn là trồng cái giá thể này để cho nó thông thoáng, thì giúp cái cây nó phát triển nhanh và nó dễ cho hoa hơn. Thì đây là cái cây mà mình tưới, như mọi người thấy một cái cây chỉ cho ăn phân lỏng và phân trì tan chậm thôi, nhưng mà với một cái liều lượng nước tưới nó hợp lý và cái nguồn nước tốt á, thì nói về cái nguồn nước tốt mình cũng xin nói là nếu mà những anh chị nào trồng cát lai da mà ở khu đô thị hoặc là ở những cái thành phố lớn á, mà mình không có nước giếng á để mình tưới, thì bắt buộc mình phải xài nước phun tên của nhà nước cấp á. Thì nếu mà xài nước đó thì mọi người nên chịu khó nha, kiếm cho mình một cái bồn khoảng 50 hoặc 100 lít. Nếu mà mình trồng lan với số lượng ít á, thì mình nên chứa nước trong một cái bồn đó, rồi mình phơi nước, mình đừng có đậy nắp, mình phơi nước để cho nó lắng đi những cái tạp chất, hoặc là nó lắng đi những cái hóa chất tẩy nước đó, cho nó lắng xuống khoảng 1 đến 2 ngày thì mình tưới nó mới cao. Với lại lúc đó là cái độ pH nước của nước nhà nước cấp là độ pH nó chỉ có tầm khoảng là 4.5 cho tới 5.5 thôi. Cái độ pH nó chưa có đủ để mà thích hợp tốt cho cái việc tưới đâu. Cho nên là nếu mà mình tưới lan hay nuôi cá gì cũng vậy thì mình phải phơi cái nước đó ít nhất là 2 ngày 2 đến 3 ngày thì cái độ pH nó sẽ tự tăng lên. Độ pH nó tăng lên khoảng 6.0 cho tới 6.3, 6.4 thì lúc đó mình tưới cây lan nó sẽ tốt hơn là khi mà mình tưới trực tiếp. Tại vì nước trong nhà nước phun tên của nhà nước cấp mà mình bơm mình tưới trực tiếp luôn, chắc chắn cây lan không bao giờ tốt bằng những cái người mà ở những cái vùng ven mà người ta xài cái nước giếng. Nước giếng đôi khi có chỗ nó nhiễm phèn không xài được, nhưng có chỗ xài được thì tưới lan nó sẽ rất là tốt. Tại vì cái nguồn nước giếng ở đây mình tưới trực tiếp luôn, mình không có phải phơi, không phải làm gì hết, nhưng mình vẫn thấy cây lan nó phát triển rất là tốt. Còn mình tưới thử cái nước máy á, thì
à, mình có trồng và tưới thử cái nước máy rồi, cây lan nó rất là còi cọc và cái màu xanh của lá nó không có được như là mình mong muốn, nó nhìn nó sao sao, nó xanh mà mét mét sao sao á, nó không có đậm đà, nó cũng không có mướt cây nữa. Cho nên là mọi người lưu ý, nếu mà xài cái nước phun tên của nhà nước cấp thì mình nên phơi nước nha. Chứ còn xài nước giếng thì nếu mà dùng nào mà đang xài nước giếng mà cảm thấy ok thì không phải lo gì điều đó. Nước giếng không bị nhiễm phèn, nhiễm mặn thì cứ tưới bình thường thôi. Ở đây mình cũng vậy. Thì mọi người thấy đây, đây là cái măng của nó thôi. Cái măng của nó cứ lá nào nó lên là nó đều to bằng như nhau hết. Nó đủ cái size nó to bằng như nhau hết. Ở đây chỉ là cái măng tơ thôi nha mọi người. Cái măng tơ nhưng mà nó đã bự như vậy rồi. Mọi người thấy mình trồng cái cây lá nó có đẹp không? Lá không hề nhăn hay là không hề thẳng bóng. Cái cây nó rất là mượt. Nói chung là nhìn mình trồng á, mà mình trồng nhiều khi những người mới chơi cát lê da đó, người ta trồng lan á, nhiều khi không có bông người ta cũng buồn. Nhưng mà bù lại nếu mà mình trồng cái cây lan nó tốt á, nhiều khi nó không có bông nhưng mà mình nhìn thấy thân lá mình cũng ghiền nữa. Mình thấy thân lá mình cũng cảm thấy là mình cũng an tâm về nó, chỉ cần chờ lúc nào nó muốn là nó có bông thôi. Còn nó không có bị bệnh, nó không có bị cái sự cố gì hết. Mình thấy cây nó phát triển mạnh mẽ, mình nhìn cái cây thôi mình cũng mát trong ruột nữa. Cho nên là trồng cái cây mà mình tự chính tự tay mình trồng mà mình thấy cái cây nó phát triển tốt là mình cũng vui nữa. Mình nhìn cái thân lá nó thôi là mỗi ngày thôi là mình đã thích rồi, không có cần thiết bông luôn cũng được. Cây này thì nó mèo nó tốt, nó đang có lưỡi mèo, mà mùa này là chiên cái mùa của cái dòng nó, cho nên là có thể nó sẽ cho hoa. Còn cái hoa này là cái cây H40 nhân với lại 40 nhân với tướng quân. Nó là cây lai, rồi nó lai lại với lại một cây tướng quân nữa. Cho nên là cây này thì nó đẹp lắm, nhưng mà cái hoa này nó bị tật rồi mọi người ơi. Cái hoa này nó bị tật rồi. Nó nở không có thẳng cánh mà nó lưỡi nó bị hư rồi, nó bị tật, nó bị khuyết tật, nó dính lưỡi ở trong cái nhị rất là nhiều, cho nên nó không có đẹp. Bây giờ nó còn hai cái nụ bên này nhưng mà mình thấy nó cũng nhăn quá, nó không có căng, mình không biết là nó nở ra nó sẽ có được đẹp hay không. Hoa của nó thì đẹp lắm, nếu mà hoa nó nở chững nó rất là đẹp. Tại vì cái này đợt trước nó mới vừa nở hoa rồi, bây giờ đợt này mình để cho nó hoa nữa, cho nên là có thể là cây nó cũng đuối sức. Tại vì nếu mà chơi cát lê da mà mình muốn cho cái hoa nó đẹp á, mà cái người chơi cát lê da chuyên nghiệp á, người ta không bao giờ để cho mỗi lá mỗi hoa mỗi lá mỗi hoa. Tại vì nếu mỗi lá mỗi hoa mỗi lá mỗi hoa, cái hoa không bao giờ đẹp một cái mức độ tuyệt đối được. Cho nên là khi người ta chăm cây cát lê da từ hai lá mà nó lên thêm 3 lá, 4 lá, 5 lá tới có thể là 6 lá người ta mới để cho nó có hoa. Thì khi nó có hoa như vậy á, cái lực mạnh của nó sẽ nuôi cái hoa rất là tốt. Thì cái hoa của nó đạt đúng tiêu chuẩn tuyệt đối, nó đẹp hết mức. Còn nếu mà mình để lên một lá có hoa, lên lá tiếp có hoa, lên lá nữa có hoa, thì khi mỗi cái quá trình mà hình thành mầm hoa nó phải tiêu hao biết bao nhiêu là cái dưỡng chất của một cái cây lan, nó phải nuôi một cái nụ đó trưởng thành xong lên một cái hoa, thì cái thời gian nuôi một cái nụ đó nó cũng hả mất sức. Sau khi nó nở hoa rồi nó cũng mất sức, nó phải nuôi cái hoa đó để cho mình ngắm. Sau khi mà cái hoa nó tàn đi lại, cây nó phải cần được hồi phục lại. Nó hồi phục lại thì bắt đầu nó nảy mầm và nó ra rễ để nó ăn, nó hồi phục, nó lấy lại dưỡng chất. Nhưng mà nếu lấy lại dưỡng chất mà mình để cho nó có hoa tiếp, nó đậu lưỡi mèo, nó đậu nụ tiếp nữa,
thì nó phải nuôi tiếp tục nữa, nó chưa kịp hồi phục nó phải nuôi tiếp tục nữa. Thì như vậy càng lúc cái hoa nó càng không đẹp, mà cái cây càng ngày nó càng suy. Cho nên nếu mà mình chơi mà những cái cây mà dạng hàng sưu tầm, hàng lai mà cây đẹp á, thì mình không nên để cho nó có hoa như vậy, mà là mình phải nên để một lá có hoa, sau đó hai lá hoặc ba lá sau mới để cho có hoa một lần nữa, thì như vậy nó sẽ đẹp hơn. Chính vì vậy mà tại sao ai chơi cát lai da người ta cũng sưu tầm nhiều, là tại vì sưu tầm nhiều cây để cho hết cây này tới cây kia nó có hoa, chứ người ta không cho hoa đồng loạt. Mà nếu cát lai da mà làm cho nó có hoa đồng loạt á cũng rất là khó, tại vì nó cũng không có trùng khớp với nhau, hoặc là mỗi cây nó có cái mỗi cái tốc độ sinh trưởng khác nhau nữa. Còn mà nếu mà được mà hoa mà với số lượng nhiều trong một vườn thì cái vườn đó nó phải đạt cái số lượng cây nhiều lắm mọi người. Nếu mà ở trong một cái vườn mà lúc nào cũng nở khoảng từ 15 đến 20 chậu trở lên á, thì cái vườn đó người ta cái số lượng cây người ta cũng nhiều lắm, cho nên người ta mới được nở liên tục như vậy. Cái này là nó bị tật rồi, nó dính cái lưỡi, nó dính vô cái nhị rồi, nó bị tật nhiều lắm. Thường là những cái hoa như vậy á, mình đừng có tiếc nha mọi người, đừng có để ngắm, mình để là nó sẽ mất sức. Cho nên những cái hoa như vậy á, em để mà em giới thiệu, em nói cho mọi người nghe thôi, chứ thật ra những cái hoa như vậy là mình nên cắt bỏ đi, tại vì thứ nhất là nó xấu, không nên để nó mất sức cái cây. Em sẽ có cái hình hoa chuẩn của nó nở đẹp hơn, nó ở trên góc màn hình. Nếu mà mọi người mà để ý thì cái hình hoa chuẩn kia của nó lưỡi đẹp hơn, cánh đẹp hơn nhiều so với thằng này. Còn đây là một cái cây nó chuẩn bị nở nè mọi người, nó đang bung ra từ từ. Cây này rất tầm hôm nay và ngày mai là nó bung ra rồi, hết hôm nay qua tới sáng mai là nó bung rồi. Nhưng mà cây cát lai da mọi người nhớ là sau khi mà nó nở á thì màu nó sẽ chưa có đậm đâu, nhưng mà qua khoảng 2 đến 3 ngày sau, 4 ngày sau cái màu nó chín mùi, nó đậm lên thì nó sẽ rất là đẹp. Lúc đó là mình có thể gọi là hương sắc vẹn toàn đó. Lúc đó là nó chuẩn rồi, 4 ngày trở lên là hương sắc vẹn toàn rồi, vừa nó đậm cả mùi, đậm cả hương. Như cái chậu này mấy lần trước em có quay video cho mọi người xem nè, nó bây giờ nó là 2 tuần rồi, có hoa nó 2 tuần rồi, nó chuẩn bị có những cái dấu hiệu xuống sắc ở những cái viền cánh, nó bắt đầu bị tróc màu rồi. Tại vì 2 tuần là thường là nếu mà mình chơi cát lai da cây lai thì mình nên để bông chơi khoảng từ 10 ngày thôi, 10 ngày đến 15 ngày thôi là 2 tuần thôi, mình không nên để lâu quá. Mình chơi cái này là mình cắt bỏ được rồi, để chi, để mình dưỡng cho cây nó lên lại mầm mới, để nó lấy sức lại, và sau khi nó lấy sức lại ở cái mầm mới tiếp theo, mình để cho nó lên thêm một mầm mới tiếp theo nữa là bắt đầu mình cho nó lại hoa lại, thì cái hoa nó chắc chắn sẽ đẹp. Còn mà mình không dưỡng, mình cứ để về hoài, mình cứ đừng nên để cho chừng nào cái cây mà nó tàn hoa, nó húi rụt thì mình mới cắt nha. Cái hoa nó vừa chuẩn bị tàn là mình cắt bỏ đi là vừa, mình để giữ cho cái cây nó giữ sức lại. Mình không có nên lạm dụng sức của cây quá thì nó càng kiệt sức á, tới khi mà nó hồi phục lại á, cái cây nó sẽ chậm. Có thể là mình làm như vậy cái cây nó mất sức nhiều quá, xong nó hồi phục lại nó không có hoa nổi. Đó cũng là một cái lý do tại sao mà cái cây nó lại chậm hoa, là do cái đợt hoa trước mình để nó mất sức quá nhiều. Rồi bây giờ thôi thì em sẽ cho mọi người đi một vòng xung quanh vườn để ngắm
sau khi em tưới những cây á, thì mọi người xem coi là cây trong vườn em sau khi tưới á, nó xanh, nó mướt như thế nào. Ok, bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng xem. Những cái vỏ này là mình nên, nếu mà mình khi nào mà mình rảnh á thì mình đi vòng vòng vườn mình lột những cái vỏ này đi cho nó sạch. Tại vì những cái vỏ này mình lột ra nó hấp thụ dinh dưỡng cũng tốt, mà nó quang hợp tốt thì giúp cây nó phát triển nó tốt hơn. Mọi người trồng cây mà thấy nó rễ nó trắng, nó bòn xanh ở dưới nhiều như vậy thì là cây nó rất là khỏe và tốt. Mặc dù bên trong chất trồng rất là hóng, xoay vỏ thông rất là to, tưới nước xong là hót nước hết. Còn đây là những cái cây mà mới vừa tách chiết trồng lại thì nó cũng phát triển rễ rất là tốt. Thank you.
like, sưu tầm cho tất cả mọi người cùng xem. Nó là những cây danh tiếng xưa mà đã được nhiều dân chơi các loại gia sưu tầm qua hàng năm, từ xưa đến nay. Thì em sẽ chia sẻ với tất cả mọi người để mọi người cùng nhau biết mặt hoa, cũng như là biết tên, tuổi, biệt danh của nó, để cho mọi người sưu tầm hoặc là biết thêm về